Tuần lễ áo dài cộng đồng nằm trong số những hoạt động cộng đồng hưởng ứng tuần cao điểm Festival Huế 2022. Cùng với các hoạt động trình diễn áo dài diễn ra xuyên suốt, chương trình trải nghiệm áo dài truyền thống Huế tại cầu đi bộ Gỗ Lim đã trở thành hoạt động điểm nhấn rất thành công khi thu hút được sự tham gia của người dân cố đô lẫn du khách thập phương, hòa cùng nỗ lực quảng bá vẻ đẹp của trang phục áo dài truyền thống Huế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn 200 bộ áo dài cổ phục với đủ màu sắc và kiểu dáng được trưng bày tại công viên Lý Tự Trọng, sẵn sàng phục vụ người dân du khách đến thưởng lãm, trải nghiệm. Đối với nhiều người Huế, đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những bộ áo dài cổ phục Việt Nam. Ấn tượng và đầy thích thú là cảm xúc chung của mọi người khi tham gia vào hoạt động trải nghiệm này. Chúng em cũng lần đầu tiên là được trải nghiệm với những trang phục như thế này. Ban tổ chức rất quan tâm đến tạo điều kiện cho người dân xứ Huế mình nói chung và những du khách ở các địa phương khác đến Huế nói riêng thì cũng có một buổi trải nghiệm rất là thú vị. Để hội áo dài hôm nay thì em cùng một số bạn bè của em đã đến đây và thử bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Khi đến đây thì em thấy có rất là nhiều người đang thử bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Thì em thấy rất là hạnh diện và khi mọi người khoác lên bộ áo dài này thì nó rất là đẹp và tuyệt vời. Sau phần mở màn với phần trình diễn Blackmob sôi động trong trang phục áo dài, khung cảnh cầu Gỗ Lim trở nên rực rỡ hơn với những tà áo dài thước tha của các chị, các cô và cả những bạn trẻ mang tình yêu đặc biệt với áo dài. Khoác lên mình tà áo dài truyền thống là niềm tự hào bản sắc dân tộc, gửi gắm trong đó là thông điệp giữ gìn vẻ đẹp của tà áo dài và nét dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Rất là thú vị và phấn khích tại vì mình được trải nghiệm miễn phí khi mà sử dụng trang phục cổ của Việt Nam mình. Đây là một hoạt động rất là ý nghĩa khi mà quảng bá trang phục của Việt Nam đối dân bản xứ của Việt Nam mình luôn, hoặc là thêm bây giờ đó là những khách du lịch ở nước ngoài. Tôi cho rằng đây là một cái hoạt động rất là vui, mang cái tính cộng đồng rất là cao, và qua đó mọi người sẽ thấy rõ hơn cái hình ảnh của Huế gắn liền với áo dài như thế nào. Chúng ta đã có một cái tuyến cảnh quan gắn liền với sông Hương rất là đẹp như thế này. Thì bây giờ chúng ta thấy ngay trên cái cầu Gỗ Lim này lại có rất nhiều cái tà áo dài nữa. Chắc chắn nó sẽ làm cho Huế sinh động lên rất nhiều ngay trước thềm Festival Huế. Và chúng tôi hy vọng đây chính là một trong những hình ảnh quảng bá rất hay, rất đẹp về cố đô Huế để mời mọi người cùng đến Huế trong dịp này, tham gia trực tiếp vào tuần lễ cao điểm của Festival Huế 2022. Huế vốn là chiếc nôi sản sinh một loại áo dài nổi tiếng, áo dài ngũ thân, áo dài Huế, đồng thời cũng là mảnh đất gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển áo dài Việt Nam trong suốt mấy trăm năm qua. Với Huế, áo dài là một phần bản sắc văn hóa, là nét đẹp, tính cách con người Huế luôn được giữ gìn qua bao thế hệ, góp phần vào thành công chung của tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2022. Hoạt động trải nghiệm áo dài truyền thống đã giới thiệu đến công chúng những giá trị văn hóa truyền thống ấy và khẳng định thương hiệu, giá trị của áo dài Huế trong phát triển du lịch của vùng đất cố đô.